Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Thế Sơn Toyota. Các bạn thân mến, cửa sổ trời, thanh ba ga nóc hay là bật tắt động cơ tự động, đó là những trang bị ít được sử dụng đối với người dùng xe ô tô ở Việt Nam. Ngoài ra thì còn những trang bị nào mà người dùng ít sử dụng nữa? Hôm nay, Thế Sơn Toyota sẽ điểm danh cùng với quý vị và các bạn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Cửa sổ trời hay nóc xe làm từ kính được thiết kế với mục đích cho phép các dòng xe mui kín có thể nhận được thêm ánh sáng hoặc là không khí tự nhiên khi di chuyển. Các nhà sản xuất thường nói rằng trang bị này sẽ tăng thêm tiện ích và sự thoải mái cho người dùng. Cửa sổ trời trước đây vốn chỉ xuất hiện trong các dòng xe hạng sang, đòi hỏi tính tiện nghi cao cấp. Ngày nay, trang bị này ngày càng phổ biến ở xe phổ thông và được xem là một tính năng để thu hút khách hàng, tăng tính cạnh tranh đối với các đối thủ. Chẳng hạn như phiên bản Hyundai Accent cao cấp hơn 500 triệu đồng cũng đã có cửa sổ trời. Tuy vậy, cửa sổ trời chỉ thực sự phát huy tác dụng ở những nơi có thời tiết mát mẻ và không khí trong lành. Trong khi đó, hầu hết ô tô tại Việt Nam được sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nắng nóng cũng như môi trường nhiều khói bụi khiến cửa sổ trời bộc lộ nhiều hạn chế. Trước hết, xe có trang bị cửa sổ trời cách nhiệt kém hơn so với xe mui kín. Khi dừng hoặc là đỗ xe hay là chạy dưới trời nắng gắt, cửa sổ trời sẽ khiến nội thất nhận nhiều nhiệt lượng bởi vật liệu kính không cản được ánh sáng và nhiệt độ tốt. Từ đó, cabin sẽ nóng bức hơn bình thường, kém thoải mái. Người dùng cần phải mở điều hòa phải to hơn để duy trì nhiệt độ bên trong xe ở mức thoải mái. Nhiều người dùng sau khi mua xe đã phải dán thêm phim cách nhiệt hoặc là lắp thêm các tấm cách nhiệt cho cửa sổ trời để giảm nhiệt cho xe vào mùa nắng nóng. Ngay cả khi tiết trời mát mẻ và dễ chịu thì cũng ít khi cửa sổ trời được các chủ xe tại Việt Nam dùng đến. Nếu vừa mở cửa sổ trời vừa chạy thì sẽ khiến cho cabin bị gió lùa, gây ù và ồn, cộng thêm cát bụi quấn vào làm bẩn nội thất. Ngoài ra, tiếp xúc trực tiếp với nắng và nhiệt độ cao lâu ngày sẽ khiến cho các gioăng cao su cửa sổ trời bị lão hóa và không còn khít kín như ban đầu. Nếu người dùng không chú ý chăm sóc và thay thế chi tiết gioăng cao su này thì có thể sẽ khiến cho cabin bị lọt cát bụi hay thậm chí là thấm nước mưa gây hư hại nội thất. Nhìn chung, cửa sổ trời thường chỉ được sử dụng khi lái xe vào buổi tối, ở những đoạn đường vắng xe hoặc chạy xe với tốc độ chậm trên đèo, dọc bờ biển khi trời không nắng gắt. Thanh giá nóc. Nhiều dòng ô tô trên thị trường được trang bị giá nóc, ba ga mui ngay từ khi xuất xưởng. Hầu hết trang bị này có sẵn trong các dòng xe gầm cao như là crossover, SUV hay là bán tải. Vẫn có một vài dòng xe gầm thấp được lắp sẵn giá nóc, ví dụ như là Mazda 3 Sport hay là VinFast Fadi tại Việt Nam. Bên cạnh tác dụng phụ là giúp xe trông đẹp hơn, giá nóc là chi tiết để chủ xe có thể lắp thêm phụ kiện thùng hay là khay chở đồ phía trên nóc xe. Nhờ đó, người dùng có mang theo những vật dụng công kênh, vật dụng dã ngoại hoặc là chở đồ đạc, hành lý khi xe đi đủ người, cốp xe chẳng hạn. Trang bị này tuy có ích nhưng cũng tồn tại một vài hạn chế nhất định nên không nhiều chủ xe mặn mà sử dụng. Thùng chở xe hay hành lý chất trên nóc không chỉ khiến cho xe nặng hơn đáng kể mà còn tạo thêm lực cản gió, từ đó khiến xe vận hành tốn nhiều nhiên liệu hơn thông thường. Khoa Phạm, một người chơi bộ môn trèo ván đứng ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Tôi thường xuyên đi dã ngoại, cần mang theo nhiều hành trang thì ba ga phụ lắp trên nóc là rất cần thiết. Tuy nhiên, đồ nặng để trên nóc xe ảnh hưởng đến cảm giác lái của xe, nhất là vào lúc cua, cảm giác thân xe lắc ngang nhiều hơn vì trọng tâm bị thay đổi khi không chở hàng. Ngoài ra, việc để đồ đạc và hàng hóa trên nóc xe cần được thực hiện kỹ càng để tránh trường hợp rơi rớt lúc xe đang chạy, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác khi đi trên đường." Bật tắt động cơ tự động. Để tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm, các nhà sản xuất đã trang bị cho xe hơi chức năng bật tắt động cơ tự động. Nguyên lý hoạt động cơ bản là khi người lái đạp phanh và dừng xe thì động cơ sẽ tắt và tự khởi động lại khi bàn đạp phanh được nhả. Tùy theo hãng xe mà tên gọi của chức năng này sẽ khác nhau. Mercedes-Benz thì gọi là Eco Start Stop, BMW thì gọi là Auto Start Stop, Mazda thì gọi là iStop, trong khi Audi thì lại gọi là Automatic Start Stop. Đối với điều kiện giao thông đô thị tại Việt Nam, chức năng bật tắt động cơ tự động ít được người lái sử dụng. Lý do chính được các chủ xe đưa ra là đường phố đông đúc và tắc nghẽn khiến xe phải dừng liên tục. Động cơ được tắt và để nổ nhiều lần không cần thiết về lâu về dài sẽ làm giảm độ bền của ắc quy và cụm motor khởi động.
Cùng với đó, khi được dừng hoạt động thì điều hòa được thiết lập tắt hoặc là giảm công suất tùy theo các dòng xe khác nhau. Ở các dòng xe mới hiện nay, hầu hết dòng xe có chức năng bật tắt động cơ tự động ngày nay đều được các nhà sản xuất trang bị kèm nút tắt để người lái chủ động dùng hoặc không dùng chức năng này tùy theo điều kiện di chuyển. Anh Minh Quân, một người dùng Mazda 2 tại Hà Nội chia sẻ, việc đầu tiên anh làm trước khi bắt đầu lái xe đi làm hàng ngày là tắt chức năng bật tắt động cơ tự động iStop để tránh hại bình ắc quy. Thậm chí, anh duy trì thói quen này ngay cả khi sử dụng xe đi xa. Vừa rồi là một số thông tin về các trang bị trên xe ô tô mà người Việt ít khi sử dụng mà Thế Sơn Toyota muốn chuyển tới quý vị. Mong rằng quý vị sẽ thấy những thông tin này hữu ích và hay ho. Và nếu như quý vị thấy thông tin này hay ho và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe channel của Thế Sơn Toyota để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một cung đường an toàn, thượng lộ bình an. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi.